mà không một lần vấp ngã, để rồi nhận ra đời lắm dối gian. Đâm chém nhau vì lời danh để đánh đổi được gì ngoài cay đắng tháng năm ngục tù. Kiếp con người ai chẳng mơ nhà lâu xe sang, cùng đứng như thế mà gieo trái ngang. Bạn đứng nhau hãm hại nhau cũng bởi vì chữ tiền, tiền là giấy hay thước đo